Tôi là người khách hàng đầu tiên. Tôi cũng ở Westminster, California. Tôi là đầu tiên đi tour của Ngọc Châu. Tôi rất là service, rất là good. Ăn uống phong cảnh đồ rất là thoải mái, chụp hình đồ thoải mái. Với đào phong cách ở đây rất là đẹp, mà lại mọi người khách du lịch rất là đông á. Mọi người có muốn đi thì đi tour Ngọc Châu nha. Lên xe rất là vui vẻ, thoải mái, ăn uống đồ, ca hát đồ, karaoke đồ, ha, rồi giao lưu rất là vui, ăn uống đồ rất là ngon, ngon mà vừa sơ vịt rất là tốt nữa. Mọi người ở Cali gắng ủng hộ cho Ngọc Châu nha. Số điện thoại là 714-909-3999. Nha mọi người, cảm ơn mọi người, cảm ơn ủng hộ Ngọc Châu nha. Rồi bye bye.